Bộ phim Trường An Tam Quái Thám. Tập 21. Rồi lên nè. Lên. Đắp cho chắc đó. Mau nhìn xem hắn có còn thở nữa hay không. Nếu không phải tôi nhanh tay thì hắn ta đã chìm từ lâu rồi đó. Hắn thở rồi. Chắc chết rồi quá. Dậy đi. Không phải ngươi là sói sao? Hả? Vậy cắn ta đi. Dậy đi. Hey, anh cắn ta đi. Lý Quynh. Hắn đã chết rồi. Được rồi. Bình tĩnh lại đi. Hả? Bình tĩnh đi. Hả? Lý Quynh à, Quynh có thể khẳng định chính hắn đã cắn Quynh hay sao hả? Hả? Chính là hắn ta. Tất cả các vụ án đều cho tên người giả sói này gây ra. Các người theo tôi sẽ biết ngay thôi. Đồ khốn. Sư phụ đi thôi. Từ từ. Mau khiên hắn đi đi. Các người đi với ta. Dạ được. Được. Nào. Đi. Cẩn thận đó. Từ từ thôi. Trời ơi, giống quá đi. Đúng là giống thật đó. Cái này đúng là giống quá. Lại có thể làm giống tới như vậy sao? Ê sư phụ à, cái này so với cái sư phụ may thì chỉ có điều đây không phải làm từ một tấm da mà là ghép lại từ nhiều mảnh. Các người xem. Đầu sói và móng sói đều làm giống hệt như sói thật vậy. Vì vậy những vết thương trên người của nạn nhân đó hoàn toàn giống vết thương do sói thật gây ra. Có điều là bộ lông sói này không phải là điểm lợi hại nhất của hắn, mà là khi mặc nó lên người có thể đi săn mồi y hệt như sói thật. Đó mới là bản lĩnh của hắn. Tôi đoán tên khốn này chắc đã ở cùng sói rất lâu rồi. Hắn vô cùng am hiểu tập tính của sói. Những điều đó không phải giả, mà hắn chính là tên người sói đúng nghĩa. Vậy cũng chính là nói hắn một nửa là người, một nửa là sói phải không? Có thể nói như vậy, nhưng mà phần nào nhiều hơn thì không thể biết được. Hèn gì hắn giết người bằng cách thức của sói nhưng nội tạng lại không mất. Dù gì hắn vẫn chưa tới mức ăn thịt người mà, có phải hay không? Hả? Thật ra là sói không ăn thịt người. Đó là do con người không hiểu rõ về loài sói nên đồn nhảm nhí thôi. Lý Quynh, Quynh sống ở trên núi đã ở cùng với sói được bao lâu vậy? Sao đọc cô Quynh lại hỏi vậy? Ồ, tôi đoán bừa thôi. Vậy rốt cuộc là Quynh phần người nhiều hơn hay là phần sói nhiều hơn hả? Chuyện này không phải tôi nói là được. Quynh thấy sao hả? Ê, ta tới muộn rồi. Cái đó làm ta hết hồn à. Đây là thứ hung thủ mặc khi gây án sao? Đúng là quá gian xảo. Bị chết đuối cũng tốt, đỡ phải tra hỏi rồi kết án. Vụ án này truyền ra ngoài làm bá tính Trường An sợ chết khiếp luôn á. Cho dù có làm bách tính Trường An phải sợ thì số tiền mà Vũ đại nhân lãnh về từ phủ Kinh Chiếu cũng sẽ không thiếu một xu nào hả? Vụ án này kết thúc rất nhanh hả? Hung thủ tự nhảy xuống kênh rồi chết đuối, nhưng không thể tính là tôi, cũng không thể tính là Độc Cô Quynh bắt được hắn. Vũ đại nhân lại có thể tiết kiệm được một phần rồi. Cũng không thể nói là như vậy. Hôm khác ta sẽ đãi mọi người uống rượu ha. Hai người cũng đừng tính toán quá. Giúp ta phá thêm vài vụ án đi thì cái gì cũng có hết đó. Hả? Sư phụ. Hả? Hả? Ở trong này, trong gối của hắn có đồ nè. Hả? 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 Ở đây. Hả? Ê, cái này. Dương Lãng, Lâm Hành. Ở đây còn một cái nữa là... Đây là... Tiêu Trường Quy. Hả? Hả? Đây là ngự sử đại nhân. Mục tiêu tiếp theo của hắn là ngự sử đại nhân đó. Đại nhân, không còn người tiếp theo nữa đâu. Hả? Hả? Người cũng đã chết rồi. Đúng rồi ha. Có điều, sao ngài không cầm tấm thẻ này đi tìm ngự sử đại nhân khoe công chứ? Hả? Việc này thì... trùng hợp là chiều nay chúng ta có chút việc phải làm có đúng không? Hả? Hả? Nói đi. Đúng. Buổi chiều chúng tôi phải tới hình bộ nữa. Bởi vì các ngươi cứ ở lại đây tiếp tục lục soát ha. Được. Ta đi trước đây. Đi cái này ta cầm đi nghe. Ta đi nghe.
Độc Cô huynh, trong chuyện này tôi phải đa tạ huynh. Con người tôi không thích nợ ân tình của người khác, đặc biệt là huynh. Đa tạ tôi làm gì? Tôi rộng rãi cỡ nào cũng không tới mức nói manh mối mà mình không dễ dàng tìm ra được cho huynh biết, đúng chứ? À, đúng. Không phải huynh nói Phương đà tử gửi thứ này cho tôi hay sao? Đêm qua nếu như không nhờ có nó thì tôi đã bị tên người sói đã giết chết rồi. Huynh nhìn xem. Huynh yên tâm đi, món nợ ân tình này tôi nhất định sẽ trả huynh. Chờ đã. Tôi còn không tìm được Phương đà tử, làm sao có thể nói ông ta mang thứ này cho huynh được hả? Không phải của huynh sao? Vậy ê, huynh đã gặp Phương đà tử rồi hả? Hả? Hôm qua có một người giống như con lạc đà vậy, giả vờ bán nón chặn tôi lại và tặng tôi chiếc nón. Bên trong có chứa thứ này. Khi đi ông ta còn nói với tôi là tôi may mắn. Không phải là ông ta thì lại là ông ta? Ê, huynh nhìn thấy ông ta đâu? Thì ở trên phố. Khi tôi nhận ra đó chính là ông ta thì tôi đuổi theo, nhưng không ngờ thoát một cái thì ông ta biến mất tiêu rồi. Chân ông ta có tật không đi nhanh được. Đó nhất định là nơi ông ta ở. Phường nào vậy? Nói vậy nghĩa là huynh vẫn chưa tìm thấy ông ta hả? À, nói đi. Nếu thứ này không phải là huynh nhờ ông ta gửi tới, vậy tôi chẳng nợ huynh thứ gì hả? Nếu đã như vậy rồi, tại sao tôi lại phải nói cho huynh biết nơi ông ta sống chứ? Trừ phi là... Trừ phi cái gì hả? Trừ phi huynh hợp tác với tôi, nói mọi chuyện về ông ta, hai chúng ta cùng nhau tìm ông ta. Tại sao huynh lại muốn tìm ông ta vậy? Tôi không thích một người lạ hiểu về tình hình của mình đâu, lại còn âm thầm lặng lẽ lo liệu trước sao? Sao hả? Chừng nào huynh nghĩ xong rồi cứ tới tìm tôi hả? Sư phụ đừng giận mà. Đêm qua sau khi Lý Tú Nhất bị tấn công liền tới tìm tôi ra vẻ đáng thương cầu xin vài manh mối, nên tôi mới. Sao tôi lại giận chứ? Tôi còn phải cảm tạ huynh ấy đã dụ Phương đà tử ra nữa. Vậy sư phụ... Phải rồi, cô đi lấy tấm thẻ bài với tên Diễu Toản đó lại ngay đi, để tránh Diễu đại nhân nhìn thấy sẽ sợ đó. Sư phụ, huynh định lấy cái này để làm gì vậy? Cô ra ngoài chút đi. Vậy tôi đem nó đi đốt ha. Sư phụ, Phương đà tử là ai vậy? Là người quen trước đây, không có gì đặc biệt. Cô định đem bản đồ đốt luôn hả? Không, cái này tôi muốn giữ lại. Sau khi phá xong vụ án tôi sẽ giữ lại một cái. Tôi muốn xem thử cả đời tôi có thể gom được bao nhiêu. Không phải là mỗi vụ án đều có thể dùng bản đồ. Không phải đâu, mỗi lần tôi thấy huynh chỉ cần đọc tâm rồi phát quả lại trên tấm bản đồ, huynh liền biết rõ ý đồ của thủ phạm, sau đó ngay cả vị trí gây án cũng biết luôn. Tôi muốn phát quả lại như vậy. Ê, đừng gỡ xuống, cứ treo mấy ngày đi. Tại sao chứ? Tên thủ phạm này rất đặc biệt, cho nên tôi muốn đọc tâm của hắn lại một lần nữa. Người đã chết rồi còn đọc tâm làm gì nữa? Ngay cả khi vụ án đã sáng tỏ thì đọc được tâm của thủ phạm sẽ rất có ích khi ứng phó với vụ án khác. Sư phụ, nghĩa là đây là cách huynh dùng để luyện khả năng đọc tâm sao? Có thể vậy. Vậy được, tôi cũng muốn đọc tâm một lần. Chúng ta mạnh ai nấy nghĩ, sau đó thì sẽ bàn bạc lại với nhau, được chứ? Được thôi. Tôi thì nghĩ rằng chúng ta nên đánh dấu dinh phủ của Tiêu Ngự Sử. Thủ phạm đã lấy thẻ bài của ông ta, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Như vậy chúng ta hãy tự nghĩ xem, nếu chúng ta là thủ phạm chúng ta sẽ làm gì? Được, để tôi đánh dấu. Đại nhân Mập nói dinh phủ của Tiêu Ngự Sử ở ngõ phía đông Vĩnh Ninh là một căn nhà rất lớn. Nói như vậy thì cách quá độ tư khoảng mười mấy ngõ cũng đủ thời gian để hắn đi tới.
Người là Lý Tú Nhất. Là tôi. Bao nhiêu tuổi? 16. Ở trên đại đường này, ta hỏi phải trả lời trung thực, ngươi biết chưa? Dạ biết. Mẹ của ngươi bị đầu độc chết, ngươi có biết ai làm không? Tôi biết, chính là hắn, cha dượng của tôi, Chu Lục. Đại nhân, tên này nói bậy đó. Nó và mẹ của nó đã thông đồng với nhau hãm hại tôi, thưa đại nhân. Vô lý. Thông đồng với nhau mà tự hại mình chết ha? Chuyện này tôi cũng không biết. Là thằng nhỏ này muốn hạ độc tôi, do nhầm lẫn nên tự đầu độc mẹ của hắn. Đại nhân, tôi 16 tuổi rồi, nếu như muốn đầu độc ai, sao có thể nhầm lẫn được chứ? Huống chi là đi hại chết mẹ của mình, điều này chẳng có lý chút nào hết. Đại nhân, sở dĩ Chu Lục nói tôi ăn nói hàm hồ là vì hắn tưởng tôi không nhìn thấy, lúc đó hắn đã bỏ thứ gì đó vào tách trà. Hôm đó tôi nấu trà xong thì liền đi mau xí. Lúc tôi quay lại thì phát hiện hắn ta đã bỏ thứ gì đó vào trà. Tôi chỉ nghĩ hắn đang bỏ thuốc bổ gì đó vào thôi. Tôi không ngờ rằng hắn lại có thể hạ độc mẹ tôi như vậy. Đại nhân ơi, đại nhân, tôi hối hận rồi, tại tôi quá ngốc. Nếu không tôi đã cứu được mẹ tôi rồi. Đại nhân, mẹ tôi chết thật oan uổng. Đại nhân, người nói bậy. Đại nhân, chuyện này không phải như vậy đâu, thưa đại nhân. Mang bao chiếu thuốc lên. Dạ đại nhân. Bảo Tế Đường. Hả? Bảo Tế Đường? Đại nhân, cha dượng của tôi Chu Lục và quả phụ của tiệm thuốc này, họ có gian tình với nhau. Chắc chắn là họ hợp mưu tính kế hại mẹ tôi rồi. Bọn họ đã thường xuyên qua lại với nhau. Không có chuyện này. Mấy ngày nay tôi không tới tìm Dương quả phụ. Đại nhân xem xét, chuyện của hắn và Dương quả phụ hàng xóm xung quanh ai cũng biết. Chỉ do mẹ tôi thật lòng nên mới chịu đựng đó thôi. Tên súc sinh, người muốn hãm hại ta, ta giết chết ngươi. Khốn kiếp, nhân chứng vật chứng đã đủ, còn dám ra vẽ trên công đường. Người đâu, trừng phạt thật nặng. Đại nhân, Chu Lục tôi bị quan mà. Đại nhân, tôi bị quan mà. Đại nhân, quan cho tôi mà. Tôi bị quan mà đại nhân. Các người đều là hàng xóm họ hàng sao? Dạ đúng. Về chuyện Chu Lục và Dương Bảo Phụ của Bảo Tế Đường có gian tình với nhau, các người biết chứ? Dạ đúng, chuyện này sắp nổi tiếng rồi. Đúng vậy, cả xóm đều nhìn thấy hai người họ qua lại với nhau. Đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho tôi đó. Các người ra ngoài trước đi. Lý Tu Nhất, bổn quan hỏi ngươi lần nữa, ngươi phải nói sự thật đó. Dạ.
Ngươi tận mắt chứng kiến Chu Lục bỏ thuốc độc vào ly trà đó sao? Đúng. Ê, sư huynh, huynh nghe xem. Hả? Là tiếng gì vậy? Làm gì có tiếng gì chứ. Có sói có đúng không nhờ? Bên ngoài gió đang thổi thôi. Liệu không đã chết rồi, sói ở đâu ra nữa chứ. Lo niệm kinh đi. Sói nè, bổn đại nhân đã tới rồi, các ngươi còn sợ gì nữa? Vào đây hết đi. Vào đây. Đi. Mau mau. Thật ra chuyện này là sao hả? Đại nhân, lúc nãy chúng tôi đang niệm kinh siêu độ cho Liễu Không, nào ngờ con sói to đó đột nhiên lại xuất hiện. Đúng rồi. Khi thì ở bên cửa sổ này, khi thì ở bên cửa sổ kia, làm chúng tôi sợ chết khiếp. Sợ chết khiếp rồi. Con sói đó rõ ràng là do Liễu Không đóng giả. Hắn đã chết rồi. Hơn nữa, hắn làm sao có thể vừa xuất hiện bên cửa sổ này lại có thể xuất hiện ở bên kia được chứ? Đại nhân, chúng tôi không nói bậy. Thật đó. Chắc chắn là Liễu Không sư huynh đã chết oan, đêm nay sống lại nên biến thành sói tới đòi lại công đạo. Đúng rồi. Loại người độc ác như hắn thì đòi lại công đạo gì chứ? Đại nhân, nắp quan tài này hình như từng di chuyển. Hả? Từng mở sao? Chuyện này rốt cuộc là sao hả? Em mau mở ra coi đi. Lại đây, nhanh lên. Hả? Thi thể của Liễu Không không có ở bên trong. Hả? Sống lại rồi, đừng hét. Chờ đã. Cái gì mà sống lại? Cho dù Liễu Không sống lại thì cũng là người thôi, sao có thể thành sói được chứ? Hơn nữa bộ lông sói của hắn cũng đã thành của người khác rồi. Có phải sói đã tới đây tha xác của Liễu Không đi không vậy? Vậy chắc chắn sẽ bị xé xác thành trăm mảnh rồi. Liễu Không giả sói dọa người, lần này nó dùng sói tới thật rồi. Sư phụ, cái này là của Lý Tôn Nhất. Tôi đã từng thấy hắn dùng lại kim châm này. Tức giận, đừng nói tiếng. Được rồi. Liễu đại nhân, mấy tiểu hòa thượng này hoàn toàn không nhìn thấy xác của Liễu Không bị sói tha đi. Vậy sao chúng ta không tìm thử? Đúng rồi. Đáng sợ thật. Con sói này tin rồi. Lục soát hết đền thờ này cho ta. Mau lên, lục soát, nhanh. Nhớ lục soát cho kỹ đó. Đại nhân, nghe xem. Hả? Trời ơi. Ê, thì ra là ở đây. Rồi nằm đó vậy. Sao lại chạy tới đây chứ? Không sao. Trên thi thể không hề có một vết thương nào. Điều này chứng minh cho dù là có sói tới thật, nó cũng chỉ là muốn đùa với chúng ta một chút thôi. Không cần sợ ha, không cần sợ. Sư huynh à, mau khiêng thi thể vào lại quan tài đi. Nhanh lên. Mau, nhanh lên. Từ từ thôi. Kiên lên đi. Nè, mau. Từ từ thôi. Các người á, phải niệm kinh nhiều vào để hắn được siêu độ. Dạ.
Chắc chắn là do Lý Tú Nhất làm rồi. Chiếc kim châm này là của Lý Tú Nhất à? Là thật đó. Nè, tôi đã từng nhìn thấy ở chỗ hắn. Chắc chắn hắn chính là kẻ gây rối đêm nay. Nè, sư phụ đang làm gì vậy? Bên đó là giá sách không ném được. Bên này. Bên này trời. Thì ra Lý Tú Nhất thật sự lợi hại vậy. Có thể do hắn có được bộ lông sói đó nên lấy ra quay một chút. Nhưng mà sao lại đi dọa đám hòa thượng đó làm gì không biết nữa. Sư phụ mau giúp tôi suy nghĩ, rốt cuộc Lý Tú Nhất muốn làm cái gì có được hay không? Mục tiêu của huynh ấy là tên hòa thượng Liễu Không đã chết. Giả thần giả quỷ là muốn dụ các hòa thượng sớm đi khỏi để kiểm tra thi thể của Liễu Không. Điều mà bây giờ chúng ta phải suy nghĩ đó là tại sao huynh ta lại muốn đi điều tra thi thể của Liễu Không. Nói như vậy nghe cũng hợp lý đó. Nhưng mà thi thể của Liễu Không có gì để xem đâu. Sư phụ. Hay lắm. Ném trúng rồi. Hay bây giờ chúng ta đi tìm hắn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Hắn nợ ân tình của tôi mà, hỏi đi. Đừng nóng vội. Không phải cô muốn học độc tâm sao? Cô suy nghĩ lại xem, sau khi Lý Tú Nhất vào điện xong đã làm những gì? Quân ấy đã phát hiện ra cái gì? Lửa tắt rồi mà. Đôi tay mềm mại như vậy. Trời ơi, tôi không nghĩ ra sư phụ. Quỳnh nói tôi biết được không? Không cố gắng chút nữa sao? Hay là sư phụ gợi ý đi. Ê, được thôi. Mấu chốt chính là Lý Tú Nhất lấy bộ lông sói đi. Cho nên thứ Lý Tú Nhất muốn biết là liên quan tới bộ lông sói và Liễu Không có nói dối hay không. Người chết sao nói dối được? Có thể chính bản thân người chết là lời nói dối lớn nhất. Chúng ta không nên để Lý Tú Nhất lấy bộ lông sói đi. Giờ thì hay rồi, manh mối trở thành của người ta. Chúng ta không biết gì hết trơn à. Không sao. Lời nói dối của hoàn hảo tới đâu cũng có sơ hở. Phân tích thử nha. Cô hãy thử nghĩ xem, Liễu Không chạy ra khỏi quá độ tư là muốn chạy thoát thân hay là muốn tự sát? Đương nhiên muốn thoát thân rồi, nếu không sao phải chạy. Cho nên là... Sao vậy? Lại đau đầu nữa hả? Lấy rượu đi. Được rồi.
Nè, đây. Sao rồi sư phụ, đã đỡ hơn chút nào chưa? Đỡ hơn nhiều rồi. Ê, sư phụ, huynh nghĩ thông rồi hả? Vậy mau nói xem, hắn có vấn đề gì? Cô thử nghĩ xem. Hắn chạy ra từ Quá Độ Tư, tại sao lại không chạy hướng Bắc, cũng không chạy hướng Nam, mà nhất quyết là chạy hướng Đông? Đương nhiên là quản quá không nhớ đường rồi, vì Lý Tú Nhất đang ở phía sau cầm kiếm đuổi theo mà. Chuyện đó sao có thể? Quản quá không biết chạy đâu thì trong đầu cũng phải có suy nghĩ, không thể nào trống không được. Con nghĩ kỹ mà xem. Chạy hướng Bắc có thể tới phường Đông Nghị, nơi đó là khu ổ chuột lớn nhất thành Trường An, bên trong có vô số ngõ ngách hẻm nhỏ, sẽ càng dễ dàng thoát thân. Còn chạy về hướng Nam thì sao? Trong phường Đại Thông có một khu rừng kế bên Quá Độ Tư cũng có thể ẩn náu được mà. Nhưng mà hắn lại băng xuyên qua phố An Quá, nói rõ lên điều gì hả? Còn có thể nói gì chứ? Không phải tại đó hắn đã thành công bỏ lại Quynh rồi sao? Nè, hắn không biết ở phía sau có một quả sư chạy không nổi. Hắn chạy thẳng tới kinh Thanh Minh cho thấy hắn đã suy nghĩ rất kỹ rồi nhảy xuống. Nhưng hắn đã chết đuối. Thì đúng vậy. Một tên đã tính toán sẽ nhảy kinh và phút quan trọng mà lại bị chết đuối. Chờ đã. Ý Quynh muốn nói ở bên trong có thể có mờ ám. Xem ra ngày mai phải đi gặp mấy hòa thượng rồi. Thì ra là ngươi đi theo đường này. À, Liễu Huệ sư phụ, tôi làm công việc gì ác hẳn sư phụ cũng biết. Dạ dạ dạ, tôi biết. Thí chủ không phải bà chủ mà là Kim Ngô vậy. Đúng rồi đúng rồi. Tôi muốn hỏi về chuyện của Liễu Không đó. Ây dù, xin thí chủ tha cho chúng tôi đi. Tuy chúng tôi có quan hệ tốt, nhưng những việc mà để ấy làm tôi thật sự không có biết. Không có không có không có. Tôi chỉ muốn hỏi sư phụ một câu thôi. Sư phụ có biết là Liễu Không có biết bơi hay không? Biết bơi hả? Chuyện này làm sao mà tôi biết được chứ. Hôm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Hiện giờ đầu óc tôi rất rối. Các vị đừng có hỏi tôi nữa mà. Sư phụ nói tôi biết đi. Ngoài những chuyện bình thường ra, Liễu Không có làm điều gì đáng ngờ không? Có tới nhà người nào đó không? Kể tường tận đi, càng chi tiết càng tốt. Mỗi ngày để ấy cùng với mọi người làm việc, tôi không thấy có điều gì bất thường cả. Chỉ có vẻ để ấy có rất nhiều tiền. Thành thật mà nói, tôi thật sự không biết để lấy tiền đâu ra nhiều vậy. Ấy vậy Liễu Không đó có biết bơi hay không? Biết bơi? Không phải để ấy bị chết đuối sao? Đúng vậy đúng vậy. Theo sư phụ biết, Liễu Không có biết bơi hay không vậy? Chuyện này á, tôi thật sự không có biết. Bình thường chúng tôi không niệm kinh thì cũng đi làm việc, đâu có thời gian đi bơi đâu. Thật ngại quá.
Chuyện là sư phụ có biết Liễu Không huynh ấy biết bơi hay không vậy? Sư huynh chết thật oan uổng. Bình thường huynh ấy đối xử với tôi rất là tốt. Huynh ấy chắc chắn không làm những việc xấu xa này đâu mà. Sư phụ khóc cái gì chứ? Tôi chỉ muốn hỏi sư phụ là có biết Liễu Không biết bơi hay không thôi mà. Hễ tôi nghĩ tới việc này liền đau lòng. Sao huynh ấy có thể chết đuối như vậy được chứ? Sau này ai sẽ chăm sóc cho tôi nữa đây? Tôi hỏi sư phụ lần cuối cùng, sư phụ có biết hắn có biết bơi hay không? Hôm đó chúng tôi tới nhà một vị thí chủ ở phường Thái Bình, trên đường thay lão trụ trì đi lấy kinh, sau đó quay về. Tôi không cẩn thận đã ngã xuống kênh Thanh Minh. Cũng may có Liễu Không cứu tôi lên đó. Nhưng thật sự không ngờ lần này huynh ấy lại bị chết đuối. Hả? Sư phụ nói sao? Ý của sư phụ là sư phụ ngã xuống nước là Liễu Không cứu sư phụ lên? Đúng vậy. Sư phụ luôn nói phải hành nghiệp tích đức ác sẽ được phúc báo. Nhưng là sư huynh lại bị chết đuối như vậy. Lại bị chết đuối như vậy sao vậy mà? Tốt quá rồi. Đa tạ nha. Đa tạ sư phụ. Đa tạ. Hôm qua trong khi các ngươi đuổi theo Liễu Không, không có phát hiện điều gì bất thường sao? Có không? Không có. Không có. Không có thưa đại nhân. Chúng tôi chia nhau ra nhảy xuống kênh, sau đó chỉ biết liều mạng tìm tên Liễu Không, không hề quan tâm tới những chuyện khác nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Khi chúng tôi đuổi kịp hắn thì hắn đã chìm rồi. Nhưng mà có một con đê chặn hắn lại một đoạn. Nếu như ngay lúc đó xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không biết. Thôi được rồi, các ngươi ra ngoài trước đi. Dạ, đại nhân. Nếu nói như vậy, Liễu Không đã bị người khác giết chết. Hắn bơi rất giỏi, đã từng cứu sư đệ rơi xuống kênh Thanh Minh, không lý nào lại tự mình chết đuối trong lúc đang thoát thân được. Vậy hai người nghĩ là do ai làm? Tại sao lại muốn giết hắn chứ? Mục đích không phải giết hắn mà là Liễu Không chết thì một câu chuyện sẽ được viên mãn. Chúng ta điều tra tới quá độ tư, nghi ngờ tới các hòa thượng trong chùa, sau đó lại thuận lợi phát hiện bộ lông sói mà hung thủ dùng để đóng giả sói ở dưới giường của Liễu Không. Và cả những tấm thẻ bài đó. Ê, không sai. Dù sao thì bí mật thẻ cầu nguyện cũng đã bị bại lộ. Sau đó Liễu Không vì sợ bị bắt, trong lúc hoảng loạn nhảy xuống kênh Thanh Minh, gần như là chết đuối ở trước mặt chúng ta. Do đó nhân chứng vật chứng đầy đủ, kết án hoàn hảo, mọi việc đều kết thúc. Là tội phạm thật sự đã giết chết Liễu Không để gánh tội thay cho mình. Đúng vậy. Cho nên hắn vứt bộ lông sói quý giá của mình đi. Liễu Không và bốn người sống cùng với nhau, cho dù bộ lông sói đó là của hắn ta, hắn cũng không thể nào giấu ở dưới giường mình. Cái lỗ dưới giường đó nhiều nhất cũng chỉ là dùng để chứa thẻ bài thôi. Đúng rồi. Thẻ bài. Ê, sao tôi có thể quên mất những tấm thẻ bài đó chứ? Ê, tại sao hắn lại tung ra những tấm thẻ bài viết tên của những người chưa bị giết? Nếu mà để một lời nói dối được trọn vẹn, chỉ cần hắn tung ra mấy tấm thẻ bài chúng ta đã biết thì được rồi. Ý hắn muốn khiến chúng ta lơ là cảnh giác. Ê, ngài lấy tấm thẻ bài đó tới chỗ Tiêu ngự sử khoe công lao rồi hả? Đi rồi. Trong phủ chúng ta canh gác có nghiêm ngặt không? Đêm khuya các gia đình còn phải thay ca canh gác. Vậy thì đúng rồi. Thì ra là ngự sử cũng cảnh giác được có người muốn đối phó ông ta, nên đã phòng bị. Vậy thì tên sát thủ sẽ không có cơ hội. Nhưng mà bây giờ Tiêu ngự sử nghe đại nhân hồi báo nhìn thấy tấm thẻ bài đó, theo tôi đoán ông ta đã cho giải tán những người đó rồi. Lại còn có cách khiến chúng ta thay hắn điều người đi, vậy phải làm sao? Ta lập tức cử người tới Tiêu phủ. Hàng bố đầu, kêu tất cả người của ngươi đi cùng với ta, nhanh lên. Dạ. Nhanh lên. Chúng ta cũng đi. Đi thôi, đi thôi. Đi. Khoan đã. Nhưng mà ta không hiểu tại sao hung thủ phải dọa mấy tên hòa thượng đó chứ. Ê, đợi bắt được hung thủ ngài tự đi mà hỏi hắn. Phải đó.
Thì ra ngươi đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Diệu đại nhân, sao ngài lại tới nữa vậy? Sự việc khẩn cấp, mau bẩm báo với Tiêu đại nhân, ta phải đích thân nói với ngài ấy. Tôi cũng đi ngay đây. Mau đi đi. Ê, Hàng Tương, căn dặn bọn họ bảo vệ kỹ xung quanh Tiêu phủ, không được bỏ qua người nào đó nghe chưa? Dạ được. Nè, hai cậu bên kia, hai cậu bên đây, các cậu qua bên đó. Nhanh lên, nhanh lên. Đi. Bên này nè, nhanh lên. Tên mập đáng chết này, lại phá hỏng việc của ta nữa rồi. Sư phụ, sao chúng ta không vào trong? Ê, hung thủ không hề quen biết đại nhân mập, có thể đưa hắn vào trong. Tôi hiểu rồi sư phụ. Chúng ta phải phân tích hung thủ phải làm sao mới có thể vào trong được, đúng không? Tiêu đại nhân. Diệu đại nhân, ông lại có việc gì à? Đại nhân à, ngài đừng có hiểu lầm nha. Là việc nguy cấp, việc khẩn mà hạ quan muốn bẩm báo với ngài, là vì chuyện an toàn của ngài. Tôi đã mang theo người của mình tới rồi. Có chuyện gì vậy? Không phải là ông đã nói tên hung thủ giả sói đó đã bị bắt rồi hay sao? Chuyện này đã được giải quyết, nhưng mà hạ quan luôn đặt sự an toàn của đại nhân lên trên hết, một chút cũng không dám lơ là. Gần đây hạ quan lại nhận được một tin tức khác, là có một kẻ xấu khác muốn gây bất lợi cho đại nhân, vì sự an toàn của ngài, cho nên tôi đã mang thêm người của mình tới. Vũ đại nhân, ông đã suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Nếu ta cần, người trong phủ của ta có đầy ra đó kìa. Đúng vậy, nhưng mà có điều là đại nhân không biết, những kẻ trên giang hồ ngoài kia vô cùng xấu xa, thủ đoạn của chúng nham hiểm khó lường đó. Suy cho cùng, người của tôi quen với mấy chuyện này rồi, mỗi người thân thủ nhanh nhẹn, gặp phải chuyện gì cũng xử lý được, chi bằng để họ ở lại đây bảo vệ cho đại nhân. Mấy đám người ở trong triều hận ta tới tận xương tủy, ta gần như có thể đoán ra được. Hả? Sát thủ cái gì chứ? Chẳng qua bọn họ muốn lấy đó để mà dọa ta, muốn ta vì chuyện này mà bó tay thôi. Ta sợ bọn họ hả? Đại nhân cương chính liêm khiết, quan lớn cỡ nào ngài cũng đều dám vạch tội. Hạ quan vô cùng nể phục, nhưng mà cẩn thận một chút cũng không sai đâu. Hạ quan làm vậy là suy nghĩ cho ngài thôi. Vậy ông định làm gì đây? Hạ quan định chia người của mình thành hai tuyến, liên tục canh gác bên ngoài thư phòng của ngài. Mấy ngày này nếu đại nhân không có việc gì quan trọng thì hãy làm việc ở trong thư phòng này. Cũng được, cứ làm như ông nói đi. Dạ. Chờ bản tấu chương này của ta gửi lên trên, e là bọn họ chỉ có thể làm bạn với tên sát thủ gì đó ở trong đại lao mà thôi. Dạ, chắc chắn là vậy, chắc chắn là vậy. Đi đi, ra ngoài đi. Hạ quan cáo lui. Cử người tới phủ Tiêu Trường Quy canh gác là chủ ý của Độc Cô Trọng Bình sao? Nói cái gì vậy? Bốn đại nhân không thể lo trước tính sau một lần sao? Hoàn toàn là một ý rất tồi. Cái gì mà ý tồi chứ? Chính ta đã điều tra rõ ràng rồi. Liễu không chỉ là con ma thế thân mà hung thủ đó tung ra, mục tiêu của hắn chính là khiến chúng ta lơ là cảnh giác, để hắn dễ ra tay với ngự sử đại nhân. Làm sao ta có thể trúng gian kế của hắn chứ? Một tên ngốc cũng có thể phát hiện ra được Liễu không không phải là hung thủ thật sự đâu. Hả? Người biết hết rồi sao? Tất nhiên hắn sẽ đối phó với Tiêu ngự sử, chỉ cần tháo thẻ bài xuống hắn chưa bao giờ thất thủ. Nhưng hễ càng như vậy càng không nên để cho hắn quá chú ý tới Tiêu ngự sử chứ. Tại sao chứ? Tôi đã điều tra ra được hắn làm sao có thể ra vào không để lại dấu vết rồi. Chỉ cần ông cho người rút lui, tôi chắc chắn bắt được hắn ta. Vậy người hãy nói coi, hắn làm được bằng cách nào? Chuyện này ông không cần lo, chỉ cần ông cho người rút đi hết, sau đó chuẩn bị tiền thưởng đầy đủ là được rồi. Lão đệ à, không phải là ta không tin tưởng ngươi, nhưng mà ngự sử là mệnh quan nhị phẩm của triều đình, là chuyện rất hệ trọng đó nghe. Đứa trẻ không nở ra tay thì không bắt được sói, chắc ông nghe rồi chứ? Ừ. Nếu như muốn bắt được tên người sói thần thông quảng đại này thì ngại gì,
dùng ngự sử nhị phẩm để làm mồi nhử chứ. Hơn nữa, Tiêu phủ là ở Thành Đông thuộc địa bàn quản lý của Tạ Kim Ngô vậy. Cho dù tới lúc đó xảy ra chuyện có người chết, trách nhiệm này cũng sẽ không rơi xuống đầu của đại nhân đây đâu. Nhưng bắt được hung thủ, công lao sẽ là của một mình Hữu Nha Sử, của riêng Vũ đại nhân. Lão đệ à, ngươi nói sự thật là không sai. Xin hoài lặng chim.